Sau hơn 40 năm được triển khai, chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, chứng minh hiệu quả trong dự phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện nay, có thể phòng ngừa bằng vaccine cho hơn 30 căn bệnh truyền nhiễm. Các chuyên gia y tế cho biết, tiêm chủng là cách bảo vệ trẻ trước những bệnh dịch, giúp trẻ khỏe mạnh, đặc biệt là trong những năm đầu đời. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hiệu quả tiêm chủng, phụ huynh cần lưu ý một số điều khi tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ. Những lưu ý khi tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ trước khi tiêm. Không cho trẻ ăn quá no và không để trẻ trong tình trạng quá đói. Vệ sinh sạch sẽ cho trẻ. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cùng phiếu tiêm chủng để tiện theo dõi. Phụ huynh trao đổi trước với bác sĩ về tình trạng sức khỏe của trẻ. Trước khi tiêm vaccine, phụ huynh cần cung cấp các thông tin vào phiếu khám sàng lọc tiêm chủng để giúp sàng lọc đối tượng trước khi có chỉ định để phòng phản ứng sau tiêm vaccine Đồng thời nhân viên y tế cũng phải tư vấn những vấn đề có liên quan đến tiêm chủng. Sau khi tiêm, trẻ cần được theo dõi tối thiểu 30 phút tại cơ sở tiêm chủng. Nếu phát hiện các biểu hiện bất thường như nôn chớ, thở nhanh hay ngắt quãng, thở khò khè, da mẩn đỏ, cần báo ngay cho nhân viên y tế gần nhất. Trẻ cần tiếp tục được theo dõi tại nhà trong 24 đến 48 giờ sau khi tiêm. Lưu ý theo dõi thân nhiệt và nhịp thở của trẻ chống chỉ định tiêm chủng trong các trường hợp sau. Trẻ có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine lần trước có cùng thành phần. Những trẻ đang có tình trạng suy chức năng các cơ quan như suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy tim, suy thận, suy gan. Không tiêm vaccine phòng bệnh lao cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV mà mẹ không được điều trị dự phòng tốt lây truyền từ mẹ sang con. Các trường hợp chống chỉ định tiêm chủng khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vaccine